Hình quá là quy tập rồi, nó đang đi trong cái hướng này quá thế rồi. Nếu mình chạy là mình sẽ thua nữa. Quá nguy hiểm rồi. Rồi, ok, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình có một mạng mà làm mình cái gì chờ mình nha. Rồi, ok, ở cái video trước thì mình đã mở full cây của mình rồi nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ còn có hai cái level nữa thôi, mình đã đến diệt chùm rồi nha. Rồi, bây giờ mình sẽ vô cái level 30 này chiến đấu. Xong rồi sau khi hoàn thành hai cái level thì mình sẽ vô diệt chùm nha các bạn. Hôm qua mình nâng cấp mấy cây, không phải là nâng cấp mà kia là mở khóa đó. Đây này cũng chưa mở khóa này còn thiếu rồi. Thì mình đã mở khóa full cây luôn rồi đó các bạn ơi. Đó, ghê không? Trời ơi, bấm lên cái gì vậy? Đó là update. Rồi mở khóa được. Để đây, để đây, để ba kiếm mấy con rồi ba đấu. Ba báo mở khóa được nè. Ừ. Mở khóa còn bây giờ mình sẽ kiếm mấy cái con nào mà cái mặt trời cao nhất mình chọn. Mai ba giờ hơi giờ mới mở khóa mấy con mà hồi nãy mới mở được á. Hết rồi. Bót về luôn á. Bót cũng có. À, con 200 nè, cho nên mình rồi bây giờ mình bót có cái con này đi lên rồi đặng mình chọn cái con này lên. Bót. Chọn cái xong mới bót thôi chứ. Chọn vô nè. Đây ra mình mở khóa nó đi. Khoan. Em mở khóa nó mà ba. Hết rồi, mở hết rồi mới còn gì nữa. Không phải đâu, mở con này cũng được. Chưa. Để đây mình đâu, còn mua được không? Có mua được đâu. Cái đó nó mua được hay. Để mình lựa cái vũ khí nào mình mạnh đi rồi mình vô chặn đi. Còn cái phần đó thì mình để sao đấy. Giờ mình tiêu diệt zombie đi. Rồi hút bấm ghét. Bởi vì hư dém trơn. Trời trời à. Bực bội. Rồi, giờ vô lên góc đi. Bấm thấy cái màn hình nó xuống là thấy bực bội rồi đó. Hay bực. Rồi ok, vô chặn tiếp tục các bạn ơi. Vô phút có bấm tùm lum để gì hiện cái màn hình nó xuống là thấy không khoái rồi đó. Trời ơi. Thật mấy cái mã không. Một người zombie nó tới rồi kìa không lo. Quất ở đây ngon rồi. Trời ơi con này bắn thấy ghê chứ. Một phát một rồi nó quất đứt đầu con zombie luôn các bạn ơi. Quá dữ nè. Mấy cái vũ khí mới lợi hại quá các bạn ơi. Nói chung là lóc sấy rồi tùm lum chơi quá lợi hại luôn. Không biết quyết và wow, cái cây này lợi hại nè. Đó, lóc sấy lửa. Lóc sấy ỉa. Quá dữ luôn. Quá ỉa luôn. Rồi vũ khí của đây tối tăng quá các bạn ơi. Vũ khí quá dữ luôn. Chỉ giáo quyết luôn rồi. Ôi trời. Ôi cái con này nữa. Nó không làm gì cho nhỉ. Nó đứng lên vậy không vậy. Con gì cái con này nó không làm gì cho vậy. Đấm độc hả. Quá là nguy hiểm các bạn ơi. Cái cây này lên. Để cây này vô. Rồi, đã hy sinh một chiếc xe rồi các bạn ơi. Chết, zombie khổng lồ xuất hiện rồi. Quá là lợi hại. Rồi, zombie khổng lồ nó xuất hiện rồi đó. Chết rồi, nó đi quá nhanh được các bạn ơi. Nhưng mà không sao, mình sẽ chơi lóc sấy với nó. Rồi, dù nó có đi nhanh cỡ nào, nó sẽ chết với mình thôi. Ê, con này nó nguy hiểm đây. Yeah. Con này con dụng gì đây? Bắt quy đi em trai ơi. Bắt quy đi em trai ơi. Trời 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 trời. Quá nguy hiểm quá, phải thường vàng các bạn ơi. Nhìn quá là nguy kịch rồi, nó đang đi bên cái hướng này quá thế rồi. Nếu mình chậm trễ là mình sẽ thua nữa. Đây, 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 đây,
quá nguy hiểm rồi. Quá nguy hiểm rồi. Cho điện giật zombie khổng lồ. Trời ơi trời. Cho điện giật zombie khổng lồ. Đó thế các bạn ơi. Quá nguy hiểm rồi. Quá zombie khổng lồ này. Máu nó hình trâu nè. Máu nó không có giúp luôn. Cho con này coi. Không giống như đây. Một phát là zombie khổng lồ sẽ đi bụi luôn.